Bà con nông dân và các bạn thân mến, bệnh lở mồm long móng là bệnh cấp tính do virus gây ra ở các loài động vật móng guốc chẵn như trâu, bò, dê, cừu, lợn, làm các loài vật này bị lở mồm và long móng, sốt và giảm ăn. Tại Việt Nam, bệnh lở mồm long móng vẫn hiện diện nhiều năm qua, đã từng gây thành dịch trong các năm 1999, 2000. Gần đây, virus típ O và A thường gây ra các ổ dịch rải rác ở các tỉnh thành duyên hải miền Trung, gây thiệt hại lớn cho các hộ chăn nuôi. Hiện tại, bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Nguyên nhân của tình trạng này là do các ổ dịch cũ chưa được dập tắt và xử lý triệt để. Nhiều địa phương không tổ chức thực hiện tốt việc tiêm phòng cho đàn gia súc theo quy định, việc giám sát và phát hiện bệnh không kịp thời. Mở đầu chuyên mục thú y với chăn nuôi kỳ này, chuyên viên phòng dịch tễ, chi cục thú y tỉnh sẽ hướng dẫn bà con cách phát hiện phòng bệnh lở mồm long móng. Phần cuối chuyên mục, chúng tôi hướng dẫn bà con cách phòng chống nóng cho vật nuôi trong mùa hè này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa bà con và các bạn, sau đây Chi cục Thú y Vĩnh Phúc xin hướng dẫn bà con về cách nhận biết bệnh lở mồm long móng. Bệnh lở mồm long móng là một bệnh truyền nhiễm cấp tính thường hay xảy ra ở các loài động vật guốc chẵn như trâu, bò, lợn, dê cừu. Và bệnh này có tính chất lây lan nhanh, mạnh và xa. Khi con vật mắc bệnh ở thể độc lực cao thì tỷ lệ chết lên đến là 50%. Đối với lợn con theo mẹ, tỷ lệ chết lên đến 100%. Và đặc biệt bệnh lở mồm long móng trong những năm gần đây ảnh hưởng rất lớn đối với ngành chăn nuôi. Về triệu chứng của bệnh lở mồm long móng thì ban đầu con vật có ủ bệnh từ 3 đến 5 ngày, sau đó sốt cao từ 39 đến 40 độ C, con vật bỏ ăn, ủ rũ, đứng lên nằm xuống khó khăn. Ở niêm mạc miệng, lưỡi lợi hình thành các mụn nước. Khi các mụn nước này vỡ ra, hình thành các vết loét. Đặc biệt khi vết loét hình thành, con vật có khả năng là đi lại rất khó khăn. Và đối với gia súc lon, đặc biệt là lợn con theo mẹ, tỷ lệ chết rất cao do bị hoại tử cơ tim và xuất hiện các cái mụn nước ở trong niêm mạc miệng, lưỡi lợi, vì vậy không bú được. Còn đối với trâu bò, khi mắc bệnh có xuất hiện lúc rãi, lúc đầu trong lỏng về sau đục và tạo thành sợi hình thành như bọt bia, con vật bỏ ăn. Về đường lây truyền thì lây truyền theo hai con đường, lây truyền trực tiếp và lây truyền gián tiếp. Đối với đường lây truyền trực tiếp là do tiếp xúc trực tiếp giữa gia súc khỏe với gia súc mắc bệnh hoặc là qua các cái chất bài tiết của gia súc mắc bệnh. Và đặc biệt các cái chất bài tiết của gia súc mang mầm bệnh như phân, nước tiểu, nước dãi, sữa, vân vân. Đối với đường truyền lây gián tiếp là thông qua cái con đường vận chuyển, buôn bán gia súc từ vùng có dịch sang vùng không có dịch thông qua các cái dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển có chứa mầm bệnh. Về các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng thì đối với biện pháp phòng bệnh thì người chăn nuôi cần phải thực hiện tốt việc chăn nuôi an toàn sinh học, đó là mua con giống khỏe mạnh, biết rõ nguồn gốc từ vùng không có dịch lở mồm long móng. Về chuồng trại phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, quét dọn và định kỳ phun khử trùng tiêu độc một tuần một lần. Đồng thời cái khẩu phần ăn phải cung cấp để đảm bảo với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi và định kỳ tiêm phòng các cái loại vaccine phòng các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt như các cái bệnh lở mồm long móng. Thì đối với trâu bò chúng ta tiêm từ 2 tháng tuổi trở lên, còn đối với lợn từ 21 ngày tuổi trở lên. Các cái biện pháp chống dịch thì khi phát hiện có bệnh lở mồm long móng thì người chăn nuôi cần thực hiện tốt cái việc khai báo cho nhân viên thú y cấp xã, chính quyền địa phương và trưởng thôn. Đồng thời thì không được buôn bán, giết mổ và nhốt chung với gia súc mắc bệnh. Đồng thời nuôi cách ly gia súc và định kỳ phun khử trùng tiêu độc một ngày trên một lần và chấp hành tốt các cái biện pháp phòng bệnh của địa phương và pháp lệnh về thú y. Bà con cần phải ký cam kết thực hiện tốt 6-0, đó là không giấu dịch, không buôn bán, vận chuyển gia súc mắc bệnh và không ăn gia súc mắc bệnh, ăn tiết canh gia súc bị bệnh và không vứt xác gia súc bị bệnh ra ngoài môi trường. Đồng thời thì ngoài các cái biện pháp trên thì bà con cần phải theo dõi tình trạng sức khỏe của gia súc để có cái biện pháp xử lý kịp thời.
Kính thưa bà con và các bạn, theo thông báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa hè năm nay có nhiều đợt nắng nóng gay gắt, có những ngày nhiệt độ tăng cao 39 đến 40 độ C. Nhiệt độ tăng cao cộng với độ ẩm thấp sẽ làm giảm sức đề kháng của đàn gia súc, gia cầm, tạo điều kiện cho các cái mầm bệnh phát sinh, đặc biệt như các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các cái bệnh cảm nắng, cảm nóng thường hay xảy ra vào mùa hè. Để chủ động phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi trong mùa hè, Chi cục Thú y Vĩnh Phúc xin hướng dẫn bà con một số các biện pháp phòng chống nắng nóng như sau. Đối với gia cầm, về chuồng trại, cần phải xây dựng cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ, có phên bạt che nắng xung quanh, đồng thời chống nóng trên mái chuồng. Và bà con lưu ý, đối với những ngày nắng nóng gay gắt thì chúng ta cần phải phun nước lên mái chuồng và vun xương ở trong chuồng. Và khi phun xương thì chúng ta cần phải có cái quạt thông gió để tránh ẩm độ cao. Xung quanh chuồng nuôi cần trồng cây xanh để tạo bóng mát. Đồng thời chúng ta phải giảm mật độ nuôi đối với gà, nuôi từ gà thịt từ 8 đến 10 con trên 1 mét vuông. Còn gà giống và gà đẻ thì nuôi từ 3 đến 5 con trên 1 mét vuông. Đối với những ngày nắng nóng, có thể chúng ta nên thả gà ra ngoài vườn để tránh trường hợp bị ảnh hưởng do nóng. Đồng thời thì trong cái quá trình nuôi thì bà con lưu ý là phải cung cấp đầy đủ lượng nước và các cái lượng vitamin, đặc biệt là vitamin C. Và lưu ý đối với gà đẻ, trong những ngày nắng nóng gay gắt thường rất hay bị chết. Vì vậy chúng ta cần phải cung cấp đủ nước, khẩu phần dinh dưỡng đảm bảo, và chúng ta nên cho ăn vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn. Kết hợp là chúng ta phải tiến hành tiêm phòng đầy đủ các cái loại vaccine để mà tạo cái miễn dịch. Đó là cụ thể như là cúm gia cầm, tụ huyết trùng, vân vân. Định kỳ phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi. Còn đối với lợn thì chúng ta lưu ý là bà con là phải xây dựng chuồng trại cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ. Bà con cần phải cọ rửa chuồng thường xuyên, cọ rửa máng ăn, máng uống. Đồng thời định kỳ phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi, và phải giảm mật độ nuôi trong cái quá trình nuôi. Lưu ý đối với lợn thịt thì chúng ta nuôi từ 1 đến 1,5 mét vuông trên con. Lợn nái là từ 3 đến 4 mét vuông trên con. Cung cấp mà đủ cái lượng nước và vitamin trong cái khẩu phần ăn, và cần thiết thì chúng ta nên tắm cho lợn từ 1 đến 2 lần trên một ngày. Đối với lợn nái đẻ thì chúng ta cần phải bổ sung cái thức ăn đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng, nên cho ăn vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối. Đối với lợn thịt thì nên giảm cái lượng khẩu phần thức ăn đạm và thức ăn tinh bột, kết hợp là tiêm phòng đầy đủ các cái phòng các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả tụ huyết trùng. Với châu bò thì chuồng trại chúng bà con cũng nên lưu ý là xây dựng cao ráo, thoáng mát, đồng thời là phải thu gom phân rác chất độn chuồng đem xử lý đến nơi quy định. Và chúng ta phải về cái chế độ chăn thả thì buổi sáng sớm lên chăn thả sớm từ lúc 6 giờ đến 9 giờ, còn buổi chiều mát lên chăn thả từ 16 đến 18 giờ. Đối với châu bò cày kéo, những ngày nhiệt độ trên 39 độ C thì chúng ta không lên cho châu bò cày kéo. Về mật độ nuôi, cần phải giảm mật độ nuôi. Đối với bò lái, chúng ta nuôi từ 5 đến 6 mét vuông trên con. Còn đối với bò thịt, từ 4 đến 5 mét vuông trên con. Và cung cấp đầy đủ cái lượng hàm lượng nước trong cái khẩu phần ăn. Đặc biệt là điều chỉnh khẩu phần ăn sao cho hợp lý. Cung cấp khoảng từ 30 đến 35 kg thức ăn thô xanh trên một ngày. Và từ 20 đến 30 gram muối trên một ngày. Khoảng từ 0,5 đến 1 kg thức ăn tinh trên một ngày. Đồng thời định kỳ tiêm phòng đầy đủ các cái loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như là mồm long móng, tụ huyết trùng, phòng các cái bệnh truyền nhiễm, và định kỳ phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi. Đối với trâu có thể là tiến hành tắm trải 1 đến 2 lần trên một ngày. Chuyên mục thú y về chăn nuôi kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con nông dân và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.